Đây là bài nghe. Dưới. Explore. Câu nào? Câu 6 gì? Làm chưa? Explore environment resort là expedition. Expedition. Từ từ chờ có xíu này. Tra từ điển này. Expedition nghe này. Expedition. Expedition là chữ E. Chọn câu đấy. Câu D. Còn A, B, C là chữ I. Rồi câu 7 là gì? C. Đúng rồi. Câu 8 là gì? C. 8 là C luôn. Từ 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 từ. Athlete, author, lengthen, so gì? Mình đọc là so gì? Coi lại nè. Sudden, nhớ chưa? Sudden. Sudden. Rồi bị lừa hai câu rồi. Số bài dưới. Chờ cô xíu. Mấy bạn này á, hết giờ chẳng học được gì cả. Thì cô. Chắc chắn là âm 1 rồi. Canteen âm 2 nha con. Kirby là âm 2 luôn nha con.
hai chữ o, hai chữ e là và nhấn vào nó. Canteen, teaspoon và khabit là nhấn âm 2, ten khay âm 1. Người tiếp theo, cái nào dễ làm trước nào? Destination là âm 3 rồi. Được chưa? Destination. Affordable là âm 2 rồi nè. Đó, âm 2 rồi. Accessible là âm 2 rồi nè. Magnificent là âm 2 rồi nè. Chọn câu nào? Rồi, chọn câu B. Destination. Tiếp theo, commercial. Galaxy là âm 1 này, chắc chắn luôn. Spacecraft là âm 1. Telescope là âm 1 luôn. Commercial âm 2. Chọn câu A. Câu số 12. Experiment, kinh nghiệm âm 2. Chọn câu nào? Object, private, habitable. Con chọn câu nào? Câu B. Experiment âm 2, 3 kia âm 1. Xuống câu 13. Cái gì đây? Cái bit green là cái gì? Cái phần gì nhất của thực vật và có thể được nấu giống như những cái lá xanh đậm hả? Dinh dưỡng này liên quan đến dinh dưỡng là nutrients rồi. Câu D nhá. Rồi, câu này làm rồi đấy. Câu 14 nào? B hả? Ở đây chán quá, chả có gì. Tiếp theo, câu 15 nào? Sam sẽ không tốt nghiệp nếu anh ta không vượt qua kỳ thi. Vượt qua đâu? Đây là con sẽ xem xét loại mấy ha? Đây là loại 1 đúng không? Câu nào? Đúng rồi. Câu 16. Can I have a pizza? A dozen eggs and lemonade thì con xài cái gì? Đúng rồi, một chai nước chanh. Rồi, câu A là miếng mảnh thấp là cái bồn là hoặc là cái tít. Cái tít cái đấy răng á. Rồi, còn da là cái vại. Cái bình á ha. Tiếp theo, parking is very difficult in the city center. Câu nào? Rồi, đúng rồi. Câu 18, when she came, she found herself in hospital. Cô ấy thấy, cô ấy nhận ra, cô tìm thấy rằng bản thân cô ấy đang ở trong bệnh viện. Tức là khi mà thợ tỉnh lại phải không? Khi mà cô ấy tỉnh lại, chờ cô xíu coi câu này là từ gì? Come round, tỉnh lại sau khi ngất. When she came round, she found herself in hospital. Nó ngất xỉu, người ta đưa nó tới bệnh viện. Câu 19, Mai đến từ một thành phố mà. Câu nào? C. Tiếp theo. Câu 20, Phạm Tuân nói rằng mọi thứ là rất là lạ. Hoàn toàn lạ lẫm, mặc dù anh ấy đã chuẩn bị ở trên mặt đất rồi. Cái từ chuẩn bị là xảy ra trước, cho nên cái từ mà chuẩn bị sẽ là quá khứ hoàn thành. Chọn câu nào? Đúng. Câu 21 nào? Đằng sau give up là động từ thêm in, quá dễ. Câu này cho điểm. Bạn nên từ bỏ thuốc lá hoặc là bạn sẽ bị chết vì ung thư phổi đấy. Câu số 5. Bà Lan hả? Bà Lan hôm trước 39. Hôm qua nào? Tiền ở trong tủ bà lấy cho con với. 39 cộng với 13 cộng với 14. 66.000 thôi. Rồi. Câu 22 con. D. Câu D chuyển thành cái gì? Đúng rồi. Loại 1. Câu D. Sao con chuột cô thỉnh thoảng mà bị đơ này? Cô không thấy nó ở đâu luôn. Rồi tiếp theo. Câu 23. Câu D chuyển thành cái gì? Đúng rồi. Tiếp theo.
À, danh từ. Improvement. Đúng rồi, improvement. Tiếp theo. Danh từ số nhiều, improvement thêm sợ vào. À, câu 25. Adventure là cuộc phiêu lưu, danh từ. Mọi người, người mà quan tâm tới thám hiểm những cái thứ mới thì luôn luôn muốn take gì chip, tính từ. Tính từ chip là danh từ rồi. Adventure chúng ta chuyển thành tính từ. Chờ xíu đã. Có sao adventure. Tính từ của adventure. Adventure. Danh từ. Tính từ là gì ta? Adventure. Adventure. Gì mà ngáp ghê vậy? Lão mẹ con chuột còn bị điên nữa. Adventure. R-A-U-S con. R-A-U-S. Thêm R-A-U-S vào. Tính từ á. R-A-U-S. Con bỏ chữ à, con viết là A-G-V-E-N. Bút rồi. Sắp hết chưa? Ráng làm hết. Lâm xong chưa? Bạn gì xong chưa? Rồi, an interview, một cuộc phỏng vấn không bao giờ là chấm chấm chấm. Nỗi sợ hãi của bạn. À, vậy thì câu 26 xài cái gì? B. À, tính từ, chúng ta đang cần tính từ ở đây. B, đúng rồi. So, không có so bằng. Vậy là không bao giờ tệ bằng nỗi sợ hãi của bạn. À, theo một vài nguyên nhân hay là theo những lý do này. Nhá. Vì một số lý do mọi người tưởng tượng cuộc phỏng vấn hay là người phỏng vấn sẽ tập trung vào những cái từng lỗi nhỏ. Từng lỗi nhỏ mà họ mắc phải. Mà thực ra thì người phỏng vấn nào cũng mong muốn cuộc gặp mặt đó diễn ra tốt đẹp giống như bạn. Đó là cái điều tạo nên công việc của anh ấy hoặc cô ấy. Câu 27 nè. Câu 27. Câu 27. Câu 27. Làm cho công việc của cô ấy thêm thú vị á, vui vẻ. Đây con xài một cái tính từ cho cô. Enjoyable. Thích thú, vui vẻ. Cái người phỏng vấn như vậy họ sẽ thích thú, suôn sẻ để thích thú thôi. Rồi tiếp theo cái điều bí mật. Cái điều bí mật của một cuộc phỏng vấn tốt đó là chuẩn bị cho nó tốt. Cái bạn mặc thì rất là quan trọng bởi vì nó tạo ra cái ấn tượng đầu tiên. Vì thế hãy ăn mặc gọn gàng, mặc váy gọn gàng nhưng thoải mái. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết bất cứ điều gì mà người ta hỏi. Hãy nhớ rằng chuẩn bị các câu hỏi là chắc chắn là gì? Chắc chắn là cái gì cô 28? Chắc chắn là cô 28 chọn gì nhỉ? Chờ xíu. Hãy nhớ chuẩn bị các câu hỏi mà chắc chắn xảy ra.
xảy ra, come up. À, come up xảy ra. Trả lời các câu hỏi đầy đủ và chính xác. À, đầy đủ và chính xác. Trả lời các câu hỏi đầy đủ và chính xác. Ví dụ như nếu một trong những cái thú quan tâm của bạn là đọc sách, hãy chuẩn bị nói về những quyển sách mà bạn thích, nói về quyển sách mà bạn thích. Tuy nhiên, đừng có học tất cả các câu trả lời học thuộc lòng á. Học thuộc lòng là gì? By gì? By heart, đúng rồi. Không có học thuộc lòng. Người ta nghe học thuộc lòng nó không thích rồi. Người phỏng vấn muốn muốn gì? Muốn gặp một con người chứ không phải là gặp một con robot. Câu 30. Sự thật là câu 30 đúng không? Cái này là mặc dù sự thật là cái nghề phỏng vấn rất là quan trọng, bạn nên cảm thấy thư giãn. Thư giãn, phỏng vấn nghề nghiệp rất là quan trọng, bạn nên cảm thấy thư giãn để mà thành công. Vậy là cái từ này despite, con despite the fact that nha. Rồi xuống bài dưới dịch cho con về làm. Dịch bài dưới về làm. Ôi muộn rồi đây này, không biết bọn kia có tới học không đây. Do you ever think about what school? Bạn đã bao giờ nghĩ đến trường học trong tương lai sẽ như thế nào không? Many people think that, có rất nhiều người nghĩ rằng học sinh sẽ, hầu hết học sinh sẽ gì? Học những cái gì? Lớp học bình thường, như là